Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo. Mình hôm nay mình chơi hỗn độn tổng cộng là 8 game. Lúc yêu thôi, bắt đầu xong rồi suffer. Lúc yêu là làm màu một tí hả? Lúc yêu tặng nó hả? Lúc yêu tặng nó tặng đường ấy. Mình còn chưa tặng cho like một đứa nào hết. Người ta bảo kêu á. Tao coi cái bị chơi chó nhỉ. Chờ con gái nó lâu. À nhưng mà tôi cũng không bỏ lòng trước đấy. À đứa nào lâu em. À em Quỳnh. À ở đâu em Nga. Chín mươi sáu, nghe chín 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 tám rồi. Chín chín. À, mà đi thay. Tặng mấy sô-la có phải cái nào cũng ngon không? Nó chỉ được cái mẫu mã. Không, tặng bánh cho cái bài ấy. Cái sô-la bên ngoài. Ok, game tiếp theo. Cái đây là nhà đấy. Cả ngày hôm nay à. Hiện gì đây? Đánh cho trận đi. Kiểu phóng còn là cái xem lại video ấy. Video có vấn đề ấy. Boss. Play. Continue. Con bị tiêu diệt. Trời à. Win. Không. Liên tiếp này. Temporal. Xong rồi. À, nó vẫn tiếp tục quay này. Cái này chịu nhầm. Lên chút máu. Giờ về anh có. Oh my god.
Ok. Ok, game tiếp này. Instagram. Ở đây. Khóa vào. Khóa vào. Xe bỏ đâu đấy gì? Xe ăn trong đấy. Mất kiểm soát được mình sẽ. Slingshot. Ok, bây giờ mình sẽ đi bắn. Bắn cho ông này bị choáng đầu. Rồi mình sẽ chờ lên xe. Bắn này. Bùng. Chết mày nha cưng. Nhà kia mát. Chú lên xe. Đóng cửa. Ok, đến chỗ nào đây? Cà phê. Đã được chưa? Nắm ít đi xem nào. Nhiều đâu. Tự nhiên hôm qua lại bắt thêm một kênh mình. Ấy thật. Hả? Nhưng hôm qua phải làm thêm một kênh bực tắc kiếm tiền. Chịu. Thành 5 kênh. 5 kênh hả? 1 kênh. 1 kênh tắc kiếm tiền. Cho anh ấy trò. Trò không? Có mà trò. Cơn bạch kiếm tiền lại lấy lại đi cho rồi đấy. Ừ, học tới này đâu. Ừ, bạn này mà đấy. Ok. Bình thường luôn được, ghê nha. Đánh thường mình biết. Ô, nick mới à? Đánh mới. Chơi nick mới 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 gặp toàn người ra level thấp. Đánh nó dễ tí. Ok, được luôn rồi. Parking, next stop parking, game tiếp theo. Mình chơi cái gì? Zumani. Epic Run. Sao em vô tình anh quá em ơi. Được mẹ em. Điểm danh, chạy luôn. Mình sẽ đuổi theo cái tên trộm này nha bạn ơi. Tên trộm này là tên trộm cướp vàng của mình. Cái này đắt. Ông hứng. Sút. Sút. Hải chơi con gì ấy? Marito. Marito à? Anh xin. Tên con chơi này anh xin. Sút.
À, hay lắm. Được cái dậy rồi. Trời. Tuyệt vời. Nó bắt mình chạy ngược các bạn. Chú chó sợ, sợ mình đã chửi. Chết luôn. Ô đầu nữa. Một mắt. 500. Điểm tiếp theo gaomech.io còn wifi các bạn ơi. Chói gì nhỉ? Không có A, D à? Đi đường Tuấn á. Đi là Gia Sua đây. Gia Sua. Thôi đi thôi. Game này chúng ta sẽ đi ăn bánh các bạn ạ. Sao không ăn được con này nhỉ? Hơi chói. Ok, game tiếp theo. Setback. Có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Có lẽ anh và em nên chia tay. Kết thúc là yêu, anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Yo, mít đánh nhau từ rồi đó. Tôi bơi khó hiểu. Sao? Tự nhiên nó tự đi luôn rồi. Tăng. Còn thiếu chưa mờ nữa là mình sẽ được cái con robot. Ôi vàng này. Quá trời vàng luôn. Con này là cái con gì đây? Người máy. Mấy cái đấy chưa mở đâu nhỉ? Ba token. Ôi sao? Nhưng cuối cùng là tựa game Tom Gunn Dân.
chiến tranh. À, mua được nhân vật mới rồi. À. Mua được cái này. Mua được con này à? Đây, mua được rồi. 500. Đây, nhân vật mới luôn. Đây là cái gì đây? À, quay cho bạn nè. Không, không thể quay nữa. Đúng dịp Valentine. Thì công chúa, mình sẽ chơi nhân vật mới luôn các bạn ơi. Ok, mình kết thúc video tại đây các bạn nhé, để lại một like và một subscribe cho channel của mình nha. Xin chào các bạn.